Mặt bà lâu đi. Mặt bà lâu rồi cái nông trại để xin cái đấy để chạy không để tôi chi nhé chỉ đầm mặt nhưng mà không sao. Miên nó. Thôi hai cái hai bên tây mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.